Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay cô Lan đã trở lại và theo yêu cầu của một số bạn muốn cô bật mí một số cái phần quà trong cái dịp sinh nhật của cô tháng 5. Tất cả mọi người đều biết là cô Lan, rất nhiều người xin lỗi, đều biết cô Lan sinh vào tháng 5 và mọi người đều tò mò xem là vậy thì sinh nhật cô thường mọi người sẽ tặng cái gì. Thì như các bạn đang thấy ở xung quanh cô Lan là có rất là nhiều hoa đúng không ạ? Đây chỉ là một phần trong số những cái lẵng hoa mà cô Lan nhận được trong những ngày vừa qua. Mọi người gửi điện hoa. Nếu như mà không đến được, mọi người nhờ ship chuyển đến. Và vì vậy mà căn phòng trong gia đình là đầy là hoa. Và trong đó thì rất là nhiều hoa hồng. Mình rất là thích và rất là cảm ơn mọi người đã dành cho mình những cái tình cảm yêu mến đó. Còn bây giờ thì sẽ bật mí cho mọi người những cái phần quà mà các bạn và những cái người thân thiết của cô Lan dành tặng cho cô Lan nhé. Đầu tiên sẽ là một phần quà rất rất đặc biệt này. Ten 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 ten. Chúng ta cùng xem nó là cái gì nhá. Cô Lan cũng rất là tò mò bởi vì nó được đựng trong một cái hộp rất là xinh. Một cái hộp rất là xinh các bạn ạ. Đó, chúng ta cùng mở ra xem trong này có gì nhá. Wow. Được để trong một cái hộp xốp. Rất là đẹp. Các bạn nhìn xung quanh hoa, các bạn thấy rất là thích đúng không? Mình cũng thích lắm, mình rất là thích hoa. Ui, nhiều xốp quá. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Đó. Wow, bất ngờ. Rất là tò mò biết nó là cái gì. Bạn mình tặng và bảo là khi nào mà mở ra thì phải xem nó là cái gì và xem có thích hay không. Mình sẽ mở nó ra nhá. Wow. Một cái đồng hồ. Một cái đồng hồ rất là xinh các bạn ạ. Đồng hồ màu trắng. Đã được lên giờ, đúng với giờ chuẩn bây giờ. Rất là đẹp. Đây. Các bạn thấy xinh không ạ? Một chiếc đồng hồ rất xinh. Và mình thì là người rất là thích màu trắng, cho nên là bạn mình đã chọn cho mình chiếc đồng hồ màu trắng. Cảm ơn các bạn đã tặng cho mình món quà rất là đáng yêu này. Và Lan sẽ thường xuyên đeo nó trong những cái sự kiện đặc biệt nhá. Cảm ơn các bạn. Ten 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 ten. Mình thử đeo vào xem nào. Rất là vừa. Rất là ok. Đó, còn phải đóng chốt vào nữa. Nhưng mà thôi. Rồi, món quà đầu tiên là một chiếc đồng hồ. Hiệu gì đó mình không đọc được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với món quà thứ hai của buổi ngày hôm nay nha. Đây là một món quà mà cô Lan cũng rất là thích. Món quà này mình đã dùng hơn một năm vừa rồi. Và sau khi dùng thì mình có một cái sức khỏe tương đối là ổn định. Ổn định hơn rất nhiều so với cái thời gian trước khi sử dụng. Đó là đông trùng hạ thảo thương hiệu Tasi. Và món quà này thì mình được đích thân viện trưởng Viện Nông nghiệp Hữu cơ, đơn vị mà trực tiếp phân phối và nghiên cứu sản xuất cái sản phẩm này tại Việt Nam. Hôm đó thì anh viện trưởng Nguyễn Văn Cường và phu nhân trực tiếp đến và tặng cho mình món quà này. Mình rất là thích và bây giờ sẽ mở ra cho các bạn xem. Rồi. Món quà được đựng trong chiếc hộp rất là xinh xắn. Và đông trùng hạ thảo này thì mỗi một lần uống đó là chúng ta sẽ pha với khoảng 7 cho đến 8 cánh, thả vào cái nước khoảng 70 độ và chúng ta có thể uống cả ngày thay cho nước lọc. Đây là một món quà sức khỏe mà Lan cực kỳ thích. Rất là cảm ơn anh Cường và phu nhân đã dành tặng cho Lan món quà này nhé. Và xin được chia vui với các bạn. Nếu như mà các bạn muốn tăng cường sức khỏe và sức đề kháng thì có thể mua món quà này. Rất là bất ngờ đúng không ạ? Rồi, chúng ta đến với món quà tiếp theo của ngày hôm nay. Tên 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 tên. Đây là món quà của một cô bạn gái rất là xinh xắn của nhóm chúng mình chơi thân với nhau trong câu lạc bộ CEO tại Hà Nội. Và bạn ấy đã dành tặng cho mình một món quà rất là bất ngờ. Wow. Đó là một chiếc đầm các bạn ạ, một chiếc đầm màu hồng nhỉ. Màu hồng rất là rực rỡ của thương hiệu Giulio
Julio Bùi, của nhà thiết kế Julio Bùi. Rất là đẹp. Hôm nào cô Lan mặc chiếc đầm này thì sẽ chụp ảnh cho mọi người nhé. Rất là cảm ơn Hương Ngọc Lan đã dành tặng cho tớ món quà rất là đẹp. Cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến món quà tiếp theo. Đây. Cái này có vẻ rất là quen thuộc với mọi người đúng không? Đây là thương hiệu bút ký Parker. Nhưng không biết ở trong có phải là bút ký không? À đúng rồi các bạn ạ, một chiếc bút ký và kèm theo là thẻ bảo hành vừa mới mua xong. Chúng ta cùng xem bút ký này màu gì nha. Wow, đây là chiếc bút ký thương hiệu Parker, rất là đẹp và cũng là màu trắng các bạn ạ, và cũng là màu trắng đó, à màu bạc. À, mà mình không biết món quà này ai tặng ấy, không biết luôn. Ai tặng mình món quà này đấy ạ? Mình còn chưa biết là chủ nhân là ai. Chỉ biết là hôm vừa rồi được chuyển đến cho mình. Cảm ơn các bạn. Chúng mình cùng đến với món quà tiếp theo nha. Món quà tiếp theo. Tên 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 tên. Wow. Đây là đây là một sản phẩm Louis Vuitton. Louis Vuitton, và chúng ta cùng xem nó là cái gì nhá. Cái hộp thì đã bỏ ra rồi. Bỏ cái hộp ra rồi. Chỉ còn cái phần này thôi. Chúng ta cùng xem này. Oh. Wow, một chiếc túi rất là xinh. Một chiếc túi rất là xinh các bạn ạ. Ui, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là đáng yêu các bạn thấy không? 20cm chiều cao và khoảng 15cm chiều ngang. Nhưng mà thực sự rất là đáng yêu. Và có cả cái quai để mình dây đeo có nữa. Thẻ bảo hành và gì ta, hóa đơn vẫn còn ở trong này. Rất là xinh đúng không các bạn? Cái này thì mình sẽ đi dự tiệc hoặc là thỉnh thoảng đi đâu để mình mang. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, Louis Vuitton. Rồi, và tiếp nữa, đây là một món quà mình cũng rất là thích, vừa mới nhận sáng nay. Wow, các bạn có nhận ra ai đây không ạ? Đây là một bạn ở cơ quan của Lan, bạn Lê Quỳnh Phương. Bạn ấy đã dành hơn một ngày để vẽ bức tranh này. À, bức tranh này phỏng theo một bức ảnh của Lan đã chụp. Và khi mà nhận, mình cực kỳ là bất ngờ. Và tại sao bạn ấy có thể dồn tâm sức, cái khả năng của bạn ấy, cái sự tập trung của bạn ấy để bạn có thể vẽ được một bức tranh rất là đẹp như thế này. Mình sẽ chụp ảnh và up lên cho các bạn xem cái tác phẩm này với cả cái tác phẩm chính. Rất là đẹp các bạn ạ. Mọi người thấy thích không ạ? Rất là cảm ơn các bạn đã dõi theo những cái video này của Lan. Và nhớ subscribe kênh YouTube của Lan để cập nhật nhiều hơn những hình ảnh của cô Lan nhé. Và các bạn thân mến, sinh nhật là một cái ngày rất là trọng đại. Và chúc các bạn ngày sinh nhật của mình luôn nhận được rất là nhiều quà và nhiều hoa từ những người yêu thương của mình. Đây chỉ là một phần trong số những cái món quà mà Lan muốn bật mí cho bạn ngày hôm nay thôi. Và đến ngày 17 là sinh nhật chính thức của mình nữa. Hy vọng là từ ngay đến hôm đấy thì sẽ nhận được nhiều quà của các bạn hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và nhớ subscribe kênh và like fanpage của cô Lan để tiếp tục dõi theo nhé. Xin chào!